Mình mến chào cả nhà luôn nha. Thì bữa nay mình với ba tiếp tục là tập 2 với anh ba gạo mình nữa cả nhà. Thì sẽ tiếp tục ra ngoài vuông. Bữa nay ngoài anh ba nói đặt lú ngày hôm qua đó, rồi mình quậy quá trời, bữa nay đi đổ nhiều lắm. Thì giờ mình tiếp tục hành trình ra ngoài đổ quay cho cả nhà xem. Thì bữa nay đi thì có ông bạn mới của mình nữa cả nhà. Rồi mình chào cả nhà nha cả nhà. Mình là kênh Tân Nguyễn TV nha cả nhà. Thì hôm nay mình có dịp mình đi với anh Văn Sinh Đoàn xuống đây để quay tôm nè, bắt tôm. Rồi giờ là mời cả nhà cùng trải nghiệm với mấy anh em mình, với hai cha con mình luôn nha. Chào cô chú. Này là con của anh ba. Hôm qua cha con mình xuống đây quậy quá trời luôn cả nhà ơi. Quậy banh vuông anh ba mình luôn mà. Anh ba chào cả nhà cái anh ba ơi. Chào cả nhà nha, một ngày mới mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc, ước gì được mấy nha. Chiều chúc số chúng luôn. Ba mình tiếp tục hành trình ngày mới là đi đặt lú ngày hôm qua đó nha mọi người. Chuyến này đi ba được cái nóng bò quá đã luôn cả nhà ơi. Trời, sáng quẩy bánh mì, anh ba mua bánh mì theo anh ba. Chú ba mua bánh mì theo. Vuông này cả nhà, nhưng mà mình đi xa lắm nha. Mình đi ra tuốt ngoài nha. Đây mình đi đường này, mình đi ra tới đây để coi rồi mình. Đây đây đây, ngay cây bạch đằng đó đó cả nhà. Ngay cái lùm đen chỗ ngón tay mình đó. Đó, mình quay một vòng rồi mình đi đi theo anh ba ra ngoài. Anh ba đổ rồi mình quay cho cả nhà xem. Bữa nay không có lội xuống bắt cả nhà, mà lội xuống đổ. Tại anh ba nói quậy ngày hôm qua bữa nay nó ra nhiều lắm. Nó đi á, nó đi rồi nó vô luôn, vô lú nhiều lắm. À, giờ mình lội theo cả nhà ơi. Ra tới chỗ nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mời cả nhà bánh mì với mấy anh em ha. Bây giờ lội tới đây cảm thấy hơi đói bụng, bây giờ đó ăn bánh mì xong rồi mình đi đổ lú. Tiếp tục cái chương trình qua mọi người. Ngày hôm qua mình bắt sú mình đem lên mình luộc mình ăn. Bữa nay là bắt sú đem lên là bán. Đó, không ăn, không ăn. cái lú đằng đó đó cả nhà, chỗ xanh xanh đó. Rồi mời cả nhà ăn bánh mì nha. Thì ba rồi với mấy anh em ăn bánh mì xong rồi bắt đầu sẽ đi dở nha cả nhà. Mời cả nhà ăn bánh mì nha cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn bánh mì nha. Rồi mời cả nhà ăn nha. Còn cái này để cho caramel nha cả nhà. Sáng mà ra đồng là ăn bánh mì là ngon lành hay chú. Em mình quay vòng vòng ngoài này cho cả nhà xem. Mời cả nhà nha. Đó, cái vuông ngày hôm qua anh ba với mấy anh em mình chạy đua cả nhà. Đây thì dài lên trên kia rồi vòng qua bên bên đó luôn cả nhà. Bữa nay mình đi lại cái điểm ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua mình lội dưới vuông không à, mình không có quay tổng quát ở trên được cho cả nhà xem. Đây bên này nữa nè cả nhà. Anh ba nói vòng vòng khu này cả 100 công là của anh em ảnh không à, với của ba má. À, quá trời lớn luôn. À, có nhiều nha. Anh ba bắt đầu đổ ba cái luôn ấy. Ô con chích ha, con le le vậy. Đây mình khui cái đầu tiên nha mọi người. 2 3 nè. Ồ. Nó búng là bụp bụp như vậy. Ồ. Mọi người con có lý mọi người. Cả ký luôn mọi người. Cả nhà. Cái ký bên này lúc này dày quá, khó thấy quá mọi người. Người thông cảm mọi người. Làm như con bự bự không thấy. Nè cả nhà. Ôi ôi bự bự xanh kìa. Ba cái. Ba mà cái mấy cái đầu cái tiên. À. Rồi, vô anh ba ơi. Bún quá trời luôn, cả nhà ơi. Dễ ha. Để cái ít cái vô. Cái này cũng được nha. Một cái dần luôn. Đóng gông dữ ta. Nè. Bữa nào lấy xà bông giặt bữa. mới qua hai mà đóng dữ. Đi hôm qua quậy quá. Đây tiếp tục nữa. Đổ cái dở lên cho nó búng thấy mê cả nhà. Rồi vô cái đó. Mọi người. Cũng trắng giả hết trơn, đầy mặt hết trơn mà. Hết cái đường. Đó, đây là cái thứ hai nha. Cũng được nha.
con số bự kìa, cũng xém ký á mọi người. Đâu dở lên cái anh ba. Ồ cái nhà. Con bự bự không. Bữa nay dân sinh đoàn rồi đi quay với mình bắt xuống buổi sáng đi bán. Rồi về mình sẽ ngày hôm qua mình đem về mình bỏ tủ lạnh rồi. Mình sẽ tặng cho dân sinh đoàn đem về chợ ăn để cho cái biết được cái vị của tôm xuống như thế nào nha. Này mà đi xuống mà làm phiền mà còn có quà nữa là quá tốt rồi. Cái này sú cua Cà Mau Bạc Liêu. Sú cua Cà Mau Bạc Liêu cả nhà nè, hai cái nhiều nữa. Hai cái nhiều rồi. Cái thứ ba đây. Cái này nằm sao mà thì thường là nó dễ chảy yếu hơn hai cái cặp à. Đây. Thu cái thứ ba mọi người. Thu cái cho mọi người, nó không sai luôn. Ít hơn hả? Ok nha. Cái này hơi dở. Nó mình đổ mọi người, mình hơi nghịch tay, mình xin có lỗi mọi người nha. Mình đổ hơi phức cái này. Là cái chòi chỗ ngày hôm qua mình ăn uống bản đó cả nhà. Cái này chắc cả 2 kg à anh ba. Cũng xem 2 kg. Nhưng mà mình phải đặt hết cho nó nhiều lắm. Cái này lên thì lựa lại nữa nha cả nhà. Nào đủ size có bắt bán được cho mọi người. Đủ size. Nhìn ba. Ôi giời, con này cả nhà. Ba cái nè. Hơn ký xa là gần 2 kg. Hơn quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Tổ ba cái bao nhiêu. Rồi, đi ra ngoài kia mới lựa cả nhà ơi. Đi trước đi cưng. Dạ. Ba nói tới mười mấy cái luôn cả nhà mà đổ ba cái đầu tiên thấy cái ham mà đó. Cảm giác sướng. Cũng khá to, bông súng. Ở này là khoảng ba mấy con ký không rồi. Cái này lựa em nào nhỏ quá thì thả lại cái nhà. Cái nào nhắm mình gớt thì mình thả lại hả anh ba? Cũng khoảng mười mấy con á, mười mấy. Đụng cho đi. Tiếp tục nữa nha cả nhà. Gông này là con sú nó có ăn không anh ba? Gông này nó mục mục rồi nó bữa nè. Vậy hả? Đây có nặng ăn. Chứ mình đâu có cho nó ăn cái gì đâu. Đây có mình đổ cái đầu tiên có mẫu thứ hai. Ấy cái thứ ba có mẫu thứ hai. Cái này là sú 2 3. Ô đã quá rồi, sú quá. Ô. Cái này nó hơi nhiều nè. Sú bữa nay sú có cái này bự quá. Cái này nó nói có quay phim nó vô sú bự cho mình quay á cả nhà. Nè mọi người. Sướng. Quá sướng, quá sướng. Sướng được như vậy không sướng này. Nhìn nó tận ký lên kìa. Có à. Rồi qua bên đây, cái cuối cùng nữa là xong nha. Bây giờ đổ cũng mấy cái cả nhà, nhưng mà mấy cái kia nó không nhiều, mình không có quay mấy cái nha. Ít, mình quay mấy cái nhiều không à. Quá trời lông. Đây. Cũng nước đứt mặt luôn mọi người. Quá đã cả nhà ơi. Bữa nay không có con cua luôn. Mà không ra ừ. Bữa nay không có con cua này chứ. Có cua là không có nó tôm vô nha. Có con cua nó vô động động là nó có tôm nó không dám vô. Tôm nó sợ hả anh? Sợ. Động động nó thấy cua mà động động là nó bước tới hôm nó đi ra.
cũng khôn ha. Mà trong khi nó vô chỗ này nè, nó vô chỗ này là nó ổng vô tôm mà vô trước cua vô sau thì nó ra không được. Bắt đầu nó nằm đó chịu chặn này cho cua nó hành sát. Mà nó kẹp đứt làm hai đằng nó ăn. Rồi nó búng ra kìa anh ba. Mấy tôm này nó mạnh lắm. Nó búng ra thì mai mốt nó cũng vô nữa. Hai cái này hơn 2 kg cả nha. Cái này lên rồi cũng còn lựa đồ lại nữa cả nhà. Lựa bỏ lại mấy con nhỏ nhỏ. Ức quá. Nè, êm quá mà ngựa. Lựa đây luôn nha chú. Dạ. Nè, con này bự. Con này có giá là khoảng 10 con, 25 con rồi. Cỡ này không là 25 nha. Đây là mình trộn luôn. Con nhỏ con bự mình trộn vô. Quá đã cả nhà ơi. Mình thả không? Nó mình cho nó lớn lại mình bắt lại nha mà. Để riêng khu vực này mình nuôi nhưng mà mình không cho ăn nha. Cái này còn ít đó thì còn hơi ít hơi đó. Lọt sai anh ba thả lại cái này. Này thiếu sai nha. Cái này nó vô nó mua số giạc ổn tiền lắm mọi người. Thả nuôi lại nha. Vậy là rồi đó hả anh ba? Không, giờ cái cuối cùng á mình rồi mình vô cả nhà. Rồi lái cho nó lại nó căng tôm nha. Rồi mình quay cho mọi người xem là lái nó đếm như thế nào. Nó căng tôm như thế nào, nó đếm sai như thế nào, rồi trả tiền mình như thế nào, tí bao nhiêu. Cả nhà rồi. Coi kết quả chú Ba đổ có chút xíu nè. Đó, cả nhà coi cái nó cỡ 4-5 kg à. Hôm qua không ta? Không có đâu, cái này có khoảng 4 kg. 3 kg mấy 4 kg trở lại. 4 kg. Thì nó vừa nó lát vô căng nó sai cái kỳ lắm ha. Quý vị khán giả nói sao mà định giá định mức mà cân nặng bị sai. Rồi đi mình vô. Cái này ảnh đếm gì là số này là nhiều con ký ha? 9-30 là ký nhiêu tiền? 33-34 ký 200. Còn 20 con. 44 250. Để coi coi thành quả buổi sáng được mấy ký nha cả nhà. Ba ký mốt cả nhà. 31 trừ cái rồi đó. Trừ luôn rồi đó. Trừ rồi đó hả? Là cái đó 1 ký được nhiêu anh? 1 ký 109 nha cả nhà. Dạ. Nhiêu con? Nhiêu ký hả? Cũng được 6-700 ngàn rồi cả nhà. Buổi sáng đi chút được 6-700 à. Ba ký mốt 533 ngàn. Đó, thành quả sáng mấy anh em đi được nhiêu nè. 533. 533 ngàn. Rồi giờ mình về nhà anh ba nữa cả nhà ơi. Giờ mấy cha con mình với anh em mình về tới nhà cả nhà. Thì vợ anh ba cũng làm bữa cơm ăn đãi cho cha con mình ăn chia tay. Những chút nữa thì hai cha con mình về cả nhà ơi. Giờ xúm nhau ăn bữa cơm cái là lên đường. Thì mình cũng mời cả nhà nhập tiệc với mấy anh em mình, với gia đình anh chị ba gạo mình nha chị, cả nhà ơi. Bữa nay thì cũng có bạn Tăng TV mình qua tham gia tham dự nữa cả nhà. Chú ăn thử một ngày cá chú.
dán hai cái xong mai bạn chừng mà lá. Bữa nay cũng đi chơi đó, thì vợ chồng anh ba nãy mình toàn là đặc sản đồng quê trong cả nhà ơi, không có phân thuốc gì nhân á. Xuống thì tự hạ thả xuống mình nó tự lớn, còn mẫu qua gừng nó thì trồng ở ngoài láng bẻ về không có thuốc men gì chứ. Thì mình với ba với gia đình anh ba gạo mình á cả nhà, với bạn Tăng Vlog mình ăn cơm rồi gọi hết rồi cả nhà ơi. Thì cũng đến lúc là cha con mình chia tay với gia đình anh ba với anh em rồi cả nhà ơi. Thì cũng cảm ơn gia đình anh chị đã tiếp đón hai cha con mình nhiệt tình lắm nha cả nhà. Thì đến chơi là quá trời vui luôn. Này hoàng của anh ba mình cho bịch xuống quá trời luôn nè cả nhà ơi. Thì em cảm ơn món quà của anh ba chị ba đã gửi tặng cho hai cho con nha. Rồi vậy là bây giờ là cha con mình chuẩn bị lên đường để về quê cả nhà ơi. Thì cũng cảm ơn anh chị nhiều lắm. Em về luôn chị ơi, về luôn anh ba ơi, về luôn bạn Hiền ơi. Chào cả nhà luôn nha, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.